Mời chị. Con em là trai, năm nay 13 tuổi. Thì em cũng có cho con học một cái lớp áo giáp vàng từ năm 5. Người ta có hướng dẫn sử dụng bao cao su và các thứ đấy. Và mua sách là từ chàng trai, từ cậu bé đến cái chàng. Thế nhưng mà bây giờ bạn vẫn tổ lắm, có một cái gì đấy phát khác trong cơ thể là khoe với mẹ. Và tắm thì là cởi quần áo rồi chạy nhung nhung nhà rồi. Em có bảo là con lớn rồi, bây giờ con phải vào trong nhà vệ sinh, con cởi ra như vậy. Toàn người nhà ra ngoài con cứ cần đấy, bây giờ mọi người biết con rồi, nên con không thể xấu hổ. Mà con không chịu mặc quần quần chít. Thế là em cũng không biết là cách cư xử như nào cho con để có tiếp thu những cái ý kiến của mình. Dạ, cảm ơn chị. Đấy, bây giờ mình nói này nhá. Nếu mà gọi là như các chị đưa ra các câu hỏi này, câu hỏi cực kỳ khó nhưng mà nó rất là thực tiễn. Tại vì bây giờ giáo dục ở đây chúng ta không thể nào áp dụng mà có một cái công thức chung rồi áp vào cho tất cả mọi bạn trẻ được. Nếu mà chị nói cái câu như vậy, tôi cảm thấy là rồi, cái này là vui ấy. Vui tại sao? Là tại vì các con ấy là không quan tâm hoặc là nó chưa có một cái sự quan tâm lắm về cái vấn đề giới tính. Đây là cái thời điểm để chúng ta vẫn còn có thể là chia sẻ và cung cấp các cái thông tin và giáo dục các con là rất là kịp thời. Những cái mà biểu hiện của con như vậy thì chứng tỏ rằng là gì? Con chưa có cảm thấy là mình quá là xấu hổ đối với cả những vấn đề này. Nó không phải là cái vấn đề gì đấy mà nó kiểu cấm kỵ. Và mình cũng giáo dục cho con về tình yêu hay là mối quan hệ tình dục, mình có đừng nó mà giống như là cái kiểu sử dụng là cái đe dọa hay là sợ hãi để giúp cho cái con nhìn nhận về vấn đề này nó lệch lạc. Nó phải tôn trọng cả những cái cảm xúc mà rất là con người đấy của con chứ, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy là cùng trong một lớp có những em sẽ quan tâm đến các cái vấn đề về mặt là giới tính tình dục sớm hơn, và có những em thì quan tâm đến cái vấn đề đấy là nó chậm hơn. Cho nên là cái quan trọng nhất là cần phải có cái sự phối hợp ở giữa cả gia đình và nhà trường. Không nhất thiết là bố mẹ là cũng phải là đến đúng một cái thời điểm nào đấy, cái tuổi này nó chỉ là khoảng khoảng thôi ạ. Chứ còn là chúng ta nhận thấy là con bắt đầu có quan tâm đến vấn đề giới tính thì lúc này mình trao đổi với con về vấn đề đó. Đấy, còn nếu mà con chưa quan tâm thì không được thiết. Nhưng mà có một số những cái cách thức, ví dụ như là kiểu như là mình cũng thấy là cái hành động này của con ở trong nhà nhưng mà cũng làm cho mình cảm thấy là e ngại một cái điều gì đó. Thì nó có một cái quan trọng như thế này. Bố mẹ nói nhiều lúc thì không nghe. Cái quan trọng là phải tìm xem được một cái người nào đấy nói, hoặc là ví dụ một cái cách thức nào đấy để cho con tự nhận ra. Thì nhiều lúc ấy, bố mẹ không, tại vì cái cách thức mà bố mẹ nói về vấn đề này thì bố mẹ nói theo kiểu gì? Bố mẹ nói nhưng mà nó vẫn hơi ngại ngại ấy, giọng nó hơi nhỏ xuống ấy. Hoặc là kiểu như là bố mẹ cũng không muốn đề cập một cách là quyết liệt hoặc là kỹ, tại vì bản thân bố mẹ cũng cảm thấy là nói vấn đề này thì mình chỉ nói gợi ý thôi. Mấy ông cái tổ kia thì ông ấy chưa chú ý đến vấn đề đấy thì nói là nói về thẳng luôn, nói về đến cả bước luôn, huấn luyện luôn. Nhưng bố mẹ mà chưa làm được như vậy thì bố mẹ có thể là gì? Mua một số các cái sách, nhưng mà sách đến nội dung ở phần nào như thế nào, nó có những cái thông điệp mà bố mẹ muốn là đang truyền tải cho con ấy, thì bố mẹ cứ để vài bộ, thậm chí đánh dấu luôn cái trang đấy, thế này người ta nói như thế này, con đọc xem này. Giờ mình cũng lớn rồi chứ. Đây là những cái mà các bạn ở tuổi con nên làm. Tức là mình chỉ mua sách về chỉ đến tận nơi, đây là sách nó biết rồi. Không phải bố mẹ nói thế đâu, nhưng mà bố mẹ thấy là sách này nói đúng đấy. Tức là theo những cái cách thức như vậy kìa. Đấy. Còn là chúng ta cũng không cần phải lên tân lên cốt gì hết. Thực ra là cái này là khó. Bố mẹ không phải là chuyên gia nhưng mà nó là khó. Mà kể cả là chuyên gia ấy, cẩn thận đừng có tin nhầm chuyên gia. Tôi cũng không nói là tôi là chuyên gia đâu, nhưng mà bây giờ nhé, nếu mà một chuyên gia mà dạy cho con về vấn đề giới tính nhé, mà bây giờ bảo quý gia đứng trước tất cả các anh chị này đọc tên của tất cả các cái bộ phận sinh dục của con trai hay là con gái một cách thoải mái, thư giãn, gương mặt nó không bị co cứng, rồi xem là chúng ta có làm không. Không kể cả là các thầy cô mà dạy về vấn đề đấy chưa chắc các thầy cô đã cảm thấy rất thoải mái, nhưng mà bọn trẻ nó rất nhạy cảm. Nó nhìn thấy cái người mà nói kể cả về vấn đề đấy, ai không cô là chuyên gia, cô nói về vấn đề đấy mà cô cũng còn né, cô dùng không một số từ. Nó biết thừa cái từ đấy nó là cái gì rồi mà cô né, cô không dùng cái từ đấy. Đấy, cô lại cứ nháy nháy, mà cô lại hơi căng thẳng đấy một chút. Thế là nó bảo, cô cũng không thoải mái, cô vẫn là cấm kỵ, cô chỉ nói thế thôi.
bọn nó nói bằng nhiều từ nó bậy hơn ý. Tức là những cái từ đấy là chúng ta gán nhãn là bậy. Thì ví dụ như cô nói ở phía trên, các con ở dưới cô xì xào bàn tán với nhau, còn tập trí nói còn một cái còn biết hơn là cô. Cuối cùng cô chỉ toàn là dạy về một yếu tố là sinh học, tức là sinh học tức là liên quan đến bộ phận cơ thể cái này khác, chả dạy kỹ năng gì cả. Thì cái đó là cái mà chúng ta đang nói đấy, là chỉ là mình đang giáo dục về mặt giới tính cho con ấy, là đang giáo dục cho qua chứ không phải là giáo dục là cho ra vấn đề đấy. Thì cái điều mà bố mẹ có thể là cần biết ngày hôm nay ấy, là chúng ta không cần nhất thiết phải là chuyên gia, nhưng chúng ta cần phải hiểu được là con chúng ta đang ở trong cái giai đoạn nào. Và nếu mà chúng ta nhìn thấy con bắt đầu quan tâm đến những cái giới tính khác rồi, con bắt đầu có những cái mong muốn tìm hiểu gì đấy rồi, thì chúng ta cứ chuẩn bị hết tất cả những cái tài liệu một cách khoa học. Khoa học ở đây nhưng mà lại phải theo ý bố mẹ nữa, tức là bố mẹ đọc tài liệu khoa học này, nhưng mà bố mẹ đã đọc qua nội dung rồi, biết là những cái nội dung nào phù hợp với cả cái mong muốn của mình, đánh dấu lại luật đấy, chia sẻ cho con. Lúc đấy có thể phản ứng của các con là thế này: ôi giời, mẹ con không đọc cái này đâu. Kệ, cứ để đấy. Thực ra là không bao giờ các con đọc trước mặt mình, nhưng mà thầy sẽ thấy lén lút là trong một lúc nào đấy tự nhiên lại thấy sách nó di chuyển ra chỗ khác rồi, cái vết gấp của mình trước là gấp đánh dấu vào cho con, nó mở ra rồi. Có nghĩa là gì? Các bạn vẫn tò mò, nhưng mà đối với bố mẹ là các bạn ấy có một cái gì đấy nó vẫn chưa thể nào thoải mái được 100% để mà các bạn ấy thể hiện ra, cho nên nó vẫn hơi giấu. Nhưng mà cách thức đấy là cái cách thức mà tiếp cận em nghĩ là phù hợp hơn ở trong tình huống với con của chị. Cảm ơn chị.